lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sang sang ta phải chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 8/9/2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2309 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây: Việt Nam bắn thử phi đạn sau khi Trung Cộng kết thúc cuộc tập trận ở Hoàng Sa; Hà Nội ủng hộ chủ trương gia tăng tuần tra biển Đông của Mỹ; Việt Nam có nhiều cơ quan chống tham nhũng nhưng vẫn không chống nổi; 6.000 công nhân Thanh Hóa đình công vì bị công ty xúc phạm nhân phẩm; đề nghị tước giải Nobel hòa bình của nguyên thủ Miến Điện; nhiều nước đồng ý gia tăng mức độ trừng phạt kinh tế Bắc Hàn. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Miên Dương gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Chuyện nước non mình, tác giả Kỳ Duyên qua bài viết Thuốc giả và sự tàn phá thật của lợi ích nhóm, trình bày những dữ kiện liên quan đến vụ án buôn bán thuốc ung thư giả tại công ty cổ phần VN Pharma. Giữa chương trình, chuyên mục Bàn ngang tán dọc tuần này tản mạng xung quanh sự kiện Nhà nước Cộng sản Việt Nam hành xử như côn đồ dư đảng. Và sau cùng thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài Quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Lê Hùng tại Denver, Colorado, Hoa Kỳ, đồng thời để vinh danh bà Cấn Thị Thêu, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Miên Dương trình bày sau đây. Giới truyền thông lệ đảng đồng loạt loan tin là quân đội Việt Nam đã bắn thử loại phi đạn mới nhất được mua từ Do Thái, ngay trong ngày mà Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố phản đối cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Cộng ở quần đảo Hoàng Sa. Báo chí lệ đảng đăng tải hình ảnh các dàn phi đạn Spider được bắn thử nghiệm vào hôm 5 tháng 9, tức 3 ngày sau khi Trung Cộng kết thúc cuộc tập trận ở Biển Đông. Đây là loại phi đạn được Do Thái chuyển giao cho Việt Nam vào tháng 7 vừa qua, nhưng không rõ số lượng bao nhiêu. Trên trang mạng của mình, Bộ Quốc phòng Việt Nam khoe khoang đây là loại phi đạn đối không, có khả năng tiêu diệt nhiều máy bay cùng một lúc. Theo tiết lộ của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm của Thụy Điển, thì Việt Nam đặt mua 3 dạng phi đạn Spider tầm ngắn của Do Thái cùng một số phi đạn khác như Python. Việc chuyển giao vào tháng 7 chỉ là bước đầu của tính cách thử nghiệm, sau đó có thể đặt mua nhiều hơn. Cũng theo viện này thì vào năm ngoái, Việt Nam đã đặt mua một lượng vũ khí có trị giá 5 tỷ Mỹ Kim nhằm tăng cường khả năng quân sự. Sau khi Hoa Kỳ loan báo kế hoạch gia tăng các cuộc tuần tra ở Biển Đông trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch này. Cần biết là vào ngày 1 tháng 9 vừa qua, Bộ Tư lệnh Lực lượng Thái Bình Dương của Hoa Kỳ loan báo là họ đang lập lịch trình tuần tra ở Biển Đông nhằm bảo vệ quyền tự do lưu thông ở hải lộ trọng yếu này. Trả lời câu hỏi của báo chí về kế hoạch nói trên vào hôm qua, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố là Việt Nam tôn trọng quyền bảo vệ tự do hàng hải của bất cứ quốc gia nào, đồng thời lập lại lời cáo buộc là Trung Cộng đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam khi tiến hành cuộc tập trận ở quần đảo Hoàng Sa. Một quan chức cao cấp của Quốc hội Việt Nam thẳng thừng tuyên bố là Việt Nam có nhiều cơ quan bài trừ tham nhũng nhưng vẫn không có hiệu quả. Quan chức này là ông Vũ Trọng Kim, một thành viên thuộc Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam. Ông Kim đưa ra nhận định trên trong phiên họp của Ủy ban này vào hôm thứ Tư vừa qua. Ông đưa ra bằng chứng là chỉ có 25 quan chức cầm đầu các cơ quan là bị kiểm điểm về các vụ tham nhũng ở các cơ quan của họ. Theo ông Kim thì con số này quá thấp so với làn sóng tham nhũng ngày càng gia tăng. Một thành viên khác thì tuyên bố là rất khó diệt trừ tham nhũng tại Việt Nam vì không sao kiểm soát được tài sản của giới quan chức và việc ép buộc kê khai tài sản thì chỉ có tính cách hình thức. Khoảng 6.000 công nhân của công ty may Vina Thạch Thành ở tỉnh Thanh Hóa
đã đồng loạt đình công phản đối công ty có những hành động thiếu tình người và xúc phạm nhân phẩm của công nhân. Vụ đình công khai diễn sau khi công ty không cho phép công nhân trải vải bố lên sàn nhà để nghỉ ngơi sau bữa cơm trưa. Sang ngày hôm sau thì số người tham gia đình công từ 2.000 đã lên đến 6.000 công nhân, với yêu cầu thay đổi một số quy định có tính cách xúc phạm nhân phẩm, điển hình như quy định buộc công nhân phải thông báo trước 3 ngày khi bị đau ốm hay có thân nhân qua đời. Ngoài ra, các công nhân cũng đề nghị tăng lương bổng cho phù hợp với mức sinh hoạt hiện tại, tăng trợ cấp chi phí gửi con ở nhà trẻ. Song song với lời kêu gọi trợ giúp cho 300.000 người Rohingya đã đào thoát sang Bangladesh để tránh bị đàn áp, nhiều tổ chức và cá nhân trên thế giới đang kêu gọi tước giải Nobel Hòa Bình của bà Aung San Suu Kyi, người được xem là nguyên thủ tối cao của Miến Điện, mặc dù bà không nắm ghế tổng thống. Tính đến hôm qua, bản kiến nghị đòi tước giải Nobel của bà Suu Kyi đã thu thập được khoảng 400.000 chữ ký, với cáo buộc là bà đã khoanh tay đứng nhìn người thiểu số Rohingya, một sắc dân Hồi giáo tại miền Bắc, bị quân đội Miến thẳng tay tàn sát trong cuộc hành quân tiêu diệt các phiến quân Rohingya. Trong khi đó, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho biết có khoảng 300.000 người Rohingya đang cần được cứu trợ khẩn cấp sau khi họ chạy sang Bangladesh lánh nạn. Theo tính toán của Liên Hiệp Quốc thì cần phải chi gấp 20 triệu Mỹ Kim để cung cấp lương thực trong vòng 4 tháng nhằm tránh tình trạng hỗn loạn trong các trại tị nạn vì tranh giành thức ăn. Rất nhiều thành viên của Liên Hiệp Quốc, trong đó có Trung Cộng và khối Âu Châu, đã ngỏ ý ủng hộ nghị quyết trừng phạt mới đối với Bắc Hàn do Hoa Kỳ soạn thảo và đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào hôm qua. Trong số các biện pháp trừng phạt mới có lệnh cấm mua dầu khí của Bắc Hàn, có nghĩa là trong thời gian tới, hầu như toàn bộ tài nguyên khoáng sản của Bắc Hàn sẽ không sao có thể xuất cảng được. Phát biểu tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị lên tiếng yêu cầu Liên Hiệp Quốc phải mạnh tay hơn nữa trong việc cấm vận Bắc Hàn. Thế nhưng họ Vương cho rằng việc trừng phạt kinh tế chỉ là một nửa giải pháp, nửa còn lại là phải thông qua đàm phán mới có thể giải quyết dứt điểm vấn đề Bắc Hàn. Trong khi đó, thì tại Diễn đàn Kinh tế Á Châu, đang nhóm họp ở thành phố Vladivostok của Nga, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe kêu gọi phải gây sức ép tối đa đối với Bắc Hàn nhằm ép buộc bảo quyền cộng sản nước này phải từ bỏ hoàn toàn tham vọng sản xuất vũ khí nguyên tử và phi đạn tầm xa. Các nhóm lợi ích hình thành trong xã hội Việt Nam đều do các kẻ có chức quyền tạo ra. Vì vậy, thủ phạm bất lương của chuyện thuốc giả giết dân lấy tiền đâu có phải ai xa lạ. Liên tục chương trình qua chương mục Chuyện nước non mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Kỳ Duyên có tựa đề Thuốc giả và sự tàn phá thật của lợi ích nhóm sẽ được Quê Hương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình. Vụ án khởi đầu có vẻ như chỉ là một vụ án hình sự về kinh tế đơn thuần, mặc dù nó khiến cho dư luận xã hội ghê sợ vì độ tàn nhẫn, bất nhân của những kẻ phạm tội. Thế nhưng, bất ngờ, vụ án ngày càng thu hút sự quan tâm, bất bình và nghi vấn ngày một tăng của dư luận xã hội bởi tính phức tạp chằng chịt của nó. Đó là vụ án buôn lậu, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức đang được xét xử. Những bị cáo của vụ án này là Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Trí Nhật, Ngô Anh Quốc, Phạm Anh Kiệt, Võ Mạnh Cường và 4 bị cáo khác nguyên là cán bộ của công ty cổ phần Việt Nam Pharma. Sự chấn động nhân tâm xã hội chính ở chỗ là những kẻ kinh doanh có tí chức quyền này nhẫn tâm tổ chức, chỉ đạo và thực hiện việc làm giấy tờ giả để hợp pháp hóa 9.300 hộp thuốc Capita 500mg không rõ nguồn gốc, kém phẩm chất nhập vào Việt Nam thông qua công ty cổ phần Việt Nam Pharma, một công ty dược phẩm lớn nhất nước. Đáng chú ý, 9.300 hộp thuốc dẫm này dùng để chữa trị cho những người không may mắc bệnh ung thư. Ai không may mắc phải coi như bị kết án tử hình. Tính toán làm giấy tờ giả, hợp pháp hóa hồ sơ, nhập loại thuốc không rõ nguồn gốc, kém phẩm chất để chữa căn bệnh ung thư với giá đắt, không cần biết đến cuộc chia ly sinh tử của đồng loại. Những kẻ kinh doanh này quá tán tận lương tâm, đến mức dư luận xã hội gọi là tội ác cũng không ngoa. Theo luật gia Huỳnh Bách,
lô thuốc H. Capita 500mg không rõ nguồn gốc. Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Công Thương cũng xác định mã vạch, mã số trên vỏ hộp thuốc H. Capita không được đăng ký bởi quốc gia nào. Ngoài hàng loạt những thứ giả khác như FSC là giấy chứng nhận bán hàng tự do để được lưu hành thuốc trên thế giới. Thêm GMP là giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc cho Bộ Y tế Canada cấp, con dấu lãnh sự của Đại sứ quán Cộng sản Việt Nam tại Canada. Bộ Ngoại giao còn có công văn trả lời Cục An ninh Chính trị Nội bộ. Bộ Công an nêu rõ không có công ty nào tên Helix Pharmaceuticals Inc. tồn tại ở địa chỉ 392 Wilson Avenue, Toronto, Ontario, Canada như hồ sơ Việt Nam Pharma cung cấp cho Cục Quản lý Dược. Những yếu tố nêu trên cho phép khẳng định lô thuốc H. Capita 500mg trong vụ án này là thuốc giả. Nếu bị kết tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hình phạt cao nhất là tử hình và điều đặc biệt là tịch thu một phần hoặc toàn thể tài sản. Vì sao tội buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh đã rất rõ ràng, nhưng cáo trạng của Viện Kiểm sát lại định tội danh là buôn lậu? Những câu hỏi này chỉ Viện Kiểm sát mới có thể trả lời nổi. Hàng trăm bệnh nhân ung thư đã uống phải thuốc giả, thực chất đã bị rút ngắn thêm lần nữa sự sống bởi những nhà tư bản vô lương này. Không chỉ có buôn thuốc giả, vụ án này bộc lộ hàng loạt đường dây lợi ích nhóm, loài tế bào ác tính khủng khiếp đang tàn phá cơ thể xã hội. Điều kinh khủng nhất, nó tàn nhẫn bám chặt vào cơ thể xã hội, ăn tiền trên số phận những người nghèo mắc bệnh vô phương cứu chữa. 1. Nhóm lợi ích đầu tiên, đó là đường dây chỉ đạo, tổ chức, làm giả hồ sơ buôn thuốc giả. Cầm đầu là Nguyễn Minh Hùng cấu kết chặt chẽ với Võ Minh Cường, cùng các bị cáo đang phải đứng trước vành móng ngựa. 2. Có một nhóm lợi ích khác cũng tàn bạo không kém, đó là sự cấu kết giữa Việt Nam Pharma với những vị bác sĩ vẫn đang khoác áo từ mẫu với blouse trắng ở các bệnh viện. Thông qua việc chi 7 tỷ rưỡi tiền hoa hồng để các bác sĩ này hướng dẫn bệnh nhân mua thuốc. Trong thực tế, cũng theo kết quả điều tra, Việt Nam Pharma còn dùng hàng trăm tỷ đồng để chi hoa hồng cho các bác sĩ rồi qua các bác sĩ đưa lậu thuốc vào các bệnh viện. 3. Ngoài hai nhóm lợi ích đã đóng dấu giữa Thanh Thiên, Bạch Nhật, còn có nhóm lợi ích khác cần được đặt trong vòng nghi vấn. Mới chỉ là dạng nghi vấn nhưng những sự phát triển, thăng tiến và thành công đến bất ngờ của công ty Việt Nam Pharma đã khiến xã hội đặt nhiều câu hỏi. Báo Tuổi Trẻ ngày 26 tháng 8 dưới đầu đề: Vì sao Việt Nam Pharma phát triển thần tốc đấu đầu thắng đó? Đã đưa ra những tin mà bất cứ công ty cổ phần nào cũng phải thèm muốn. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, sức mạnh thần thông nào đã biến đổi công ty này thần kỳ đến vậy, giúp công ty nhanh chóng có những chiếc vòi bạch tuộc. Thành lập tháng 10 2011, công ty cổ phần Việt Nam Pharma phát triển thần tốc, đẻ ra một loạt chi nhánh và đấu đầu thắng đó với các hợp đồng chục tỷ, trăm tỷ cung ứng thuốc cho bệnh viện. Tháng 8 2013, Việt Nam Pharma nâng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng. Chưa đầy một năm sau, doanh thu bán hàng hợp nhất của công ty đạt 971 tỷ đồng. Tuy chỉ là một công ty cổ phần ra đời mới hơn 2 năm, nhưng tháng 5 2014, Việt Nam Pharma đã làm nhiều người trong ngành dược ngạc nhiên vì trúng thầu 46 mặt hàng thuốc trị giá hơn 267 tỷ đồng. Cùng thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Dược Nam Anh do ông Nguyễn Minh Hùng làm phó tổng giám đốc cũng trúng thầu cung ứng 17 mặt hàng thuốc trị giá hơn 208 tỷ đồng. Đây là mặt hàng do liên doanh công ty Dược Nam Anh và công ty cổ phần dược phẩm Trung ương một trúng thầu. Tổng cộng hai công ty nói trên, do ông Hùng làm tổng giám đốc và phó tổng giám đốc, đã trúng thầu cung ứng 63 mặt hàng thuốc với tổng trị giá hơn 476 tỷ đồng. Đọc những con số chưa đầy đủ nhưng đã đủ chóng mặt. Những con số đầy quyền uy đó cho thấy hoặc là Nguyễn Minh Hùng, khi công ty được thành lập mới 33 tuổi, phải rất tuổi trẻ tài cao, hoặc công ty này có phép biến hóa của Tề Thiên Đại Thánh. Dù vậy, bạn đọc cũng mới chỉ phân vân vì không hiểu công ty này, đâu là tài thật, đâu tài dởm thì mới đây.
Báo Pháp Luật ngày 24 tháng 8 đưa tin, trả lời qua điện thoại với phóng viên, bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phủ nhận dư luận trên các trang mạng xã hội. Tin bà đưa con trai, rồi em chồng vào vị trí quan trọng ở công ty Việt Nam Pharma, nên công ty mới tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến vậy. Chưa biết vụ án xét xử Nguyễn Minh Hùng và những kẻ đồng phạm cuối cùng sẽ cho kết quả thế nào. Nhưng chỉ một vụ án kinh tế đơn thuần đã cho thấy sự bám rễ của các lợi ích nhóm ghê gớm thế nào. Nó không chỉ tận diệt niềm tin của người dân mà đáng bất bình hơn. Nó chất chứa những gốc tự do tàn phá môi trường xã hội đang rất cần sự ổn định. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí mỗi buổi phát thanh là 500 Mỹ Kim do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose Cali 95161 hoặc qua PayPal trong website radio.daplời.songnuoi.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức, thưa quý vị. Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Anh Thái Hòa và anh Hướng Dương nè, sao mà xã hội ở Việt Nam ta lúc này lộn xộn quá vậy? Người dân cứ bị khủng bố đủ thứ, thì làm sao mà sống được đây hả trời? Thật khổ ghê. Thì xã hội cộng sản như vậy là bình thường, chứ nếu nó hài hòa, ổn định thì chẳng còn là cộng sản nữa rồi. Ừ mà sao hôm nay chị Mỹ Linh lại thắc mắc về chuyện xã hội ở Việt Nam vậy ta? Chứ bộ anh Hướng Dương không xem mấy cái đoạn mà video về chuyện bọn côn đồ kéo đến quấy rối ở giáo xứ Thọ Hòa hôm 4 tháng 9 à? Các báo đài đều đưa tin chuyện ấy đấy, không rõ anh Thái Hòa có biết không? Nghe chị Mỹ Linh nói đến chuyện lộn xộn ở xã hội Việt Nam, tôi liền nghĩ ngay đến việc bọn côn đồ vừa mới quấy phá ở giáo xứ Thọ Hòa, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai hôm thứ Hai mùng 4 tháng 9 vừa qua. Thực ra, bọn côn đồ này chính là công cụ loại bảo gì làm nấy của công an nhà nước Cộng sản Việt Nam. Người ta gọi chúng là dư luận viên, chúng được nhà nước huấn luyện và bao che, và chúng còn được nhà nước trả tiền để mà làm những cái việc ruồi bu như vậy đó. Chúng đi bằng một xe chở khách 52 chỗ ngồi, từ Sài Gòn lên, đã xông thẳng vào khuôn viên giáo xứ, tự nhận là giáo dân, gây náo loạn, đánh một người trong giáo xứ là ông Thanh, rồi sau đó đòi đối thoại với linh mục Nguyễn Duy Tuân, chánh xứ Thọ Hòa. Dạng như vậy rõ ràng là chúng khủng bố có kế hoạch, có chỉ đạo hẳn hoi đấy chứ, phải không hai anh? Dĩ nhiên rồi, nếu không có chỉ đạo và bao che của nhà nước hay công an, thì dù có trả tiền hậu hĩnh chúng cũng chẳng dám lộng hành như vậy đâu. Anh chỉ có thấy không, chúng đem nào là cờ quạt biểu ngữ, nào là loa phóng thanh, bình xịt hơi cay, rồi có cả súng ngắn, lựu đạn, roi điện. Nhờ có thế lực bảo kê, chúng ngang nhiên xông vào nhà xứ, la lối om sòm, đe dọa đòi xử lý linh mục Nguyễn Duy Tân. Chúng lấy cớ rằng linh mục Nguyễn Duy Tân này đã xúc phạm đến tên Hồ Chí Minh và dám đòi giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh chị biết không, linh mục Nguyễn Duy Tân đã từng bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại địa phương đòi làm việc mấy chục lần rồi, nhưng vẫn không làm sao thuyết phục được vị linh mục này, nên chúng đành phải dùng hạ sách là cho côn đồ đến khủng bố và quấy phá vị linh mục này. Cầm đầu nhóm côn đồ này là tên Nguyễn Trọng Nghĩa trong nhóm Cờ Đỏ. Hắn đã xuất hiện trên mạng để bênh vực Formosa, chửi bới những người đòi trục xuất Formosa khỏi Việt Nam để bảo vệ môi trường biển. Rõ ràng tên này được đào tạo để làm tay sai cho cái chế độ côn đồ này. Vậy thì cái chế độ cộng sản này phải gọi nó là chế độ côn đồ trị thì mới đúng. Đúng rồi, nó vừa là công an trị mà cũng vừa là côn đồ trị nữa đấy. Vì vậy, khi giáo dân kéo đến bao vây tụi côn đồ này, thì công an xã, công an huyện, công an tỉnh cũng kéo đến. Mục đích là để bảo vệ cái bọn côn đồ này. Đấy, cứ xem cái cách giải vây đám côn đồ này thì đủ biết là chúng bao che cho nhau ra sao. Đúng vậy, bọn côn đồ này xuất hiện lúc 10 giờ sáng, nhưng mãi đến gần 2 giờ chiều công an mới tới.
Như thế là công an các cấp chúng đã hội ý với nhau phải thống nhất cách giải quyết và gỡ bí vụ này ra sao rồi. Nhưng rồi sao không thấy thông tin gì liên quan đến những kẻ mang vũ khí? Chúng có bị bắt giữ để điều tra hay không chứ? Tuy có lập biên bản qua loa và phía công an hứa sẽ điều tra để làm rõ sự việc, rồi sẽ thông báo kết quả cho tòa giám mục, nhưng chắc chắn sự việc sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Tin vào lời hứa của công an thì chẳng khác gì tin lời thằng cuội nói. Từ xa xưa dân gian có câu nói dối như cuội, nhưng từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đó thì người dân lại có câu nói dối như vẹn, vì vẹn nổi tiếng trên cả nước về nói dối. Hàng chục năm qua, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã sử dụng bọn côn đồ hay chính công an giả dạng côn đồ để mà khủng bố dân oan và những người yêu nước mà chúng gọi chung là bọn phản động đấy. Cách dùng côn đồ khủng bố người dân này thì Cộng sản Việt Nam đã học được từ quan thầy Trung Cộng từ lâu rồi. Này chúng áp dụng khá thuần thục đấy chứ. Dạ đúng rồi, chúng đàn áp dân quan để cướp đất, cướp nhà như ở Cồn Dầu, Dương Nội hoặc ở Thái Hà hay Tòa Khâm Sứ năm xưa, hoặc đấu tố những ai chúng muốn tiêu diệt như cái thời cải cách ruộng đất, rồi chúng lại bảo đó là người dân tự phát đó. Ồ, việc sử dụng côn đồ hay công an giả làm côn đồ để mà khủng bố người dân thì không làm sao kể hết được. Anh chỉ còn nhớ chúng ném mắm tôm, dầu nhớt, đổ đồ dơ vào nhà những cái người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền không? Có nhớ chúng đổ keo vào ổ khóa cổng, ném đá vào nhà cha Phan Văn Lợi không? Anh chỉ còn nhớ chúng xịt thuốc giết chết vườn cây để sinh sống của tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật không? Có nhớ chúng đánh trọng thương 3 phụ nữ ở quận 2 hồi tháng 5 vừa qua không? Có nhớ chúng chặn đường đánh mục sư Nguyễn Trung Tôn như tử, lột hết quần áo rồi bỏ lạnh giữa rừng không? Đấy, chế độ côn đồ trị hôm nay ở nước ta là như thế đấy. Thật là khốn nạn. Phải chăng đó là những bài học do tên Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng, nên chúng mới hãnh diện làm theo những lời Bác dạy là khủng bố dân lành đó mà. Thì Hồ Chí Minh là tên phản trắc, vô ơn và tàn ác, thì bọn con cháu chúng cũng nhắm mắt đi theo là đúng rồi. Trong khi bọn tàu đang rầm rộ tập trận ngay ở trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đáng lẽ nhà nước Cộng sản Việt Nam phải dồn mọi nỗ lực để huy động toàn dân đoàn kết để chống tàu xâm lược. Đằng này chúng lại dồn nỗ lực vào chuyện đàn áp người dân, nhất là đàn áp những người dân yêu nước. Cứ thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ mất nước thôi. Thì bọn Cộng sản Việt Nam là kẻ bán nước mà. Anh còn nhớ chính tên Lê Duẩn đã nói rõ khi Cộng sản xua quân đánh chiếm miền Nam rằng chúng ta đánh là đánh cho Liên Xô, cho Trung Cộng. Lời ấy còn ghi rõ trước lăng mộ của tên Cộng sản gộc này mà. Vậy muốn giữ được nước thì phải dẹp bỏ cái đảng Cộng sản khốn kiếp kia đi chứ, để cho chúng hại dân hại nước được sao? Đúng rồi, chúng ta đang cố gắng tiếp sức với đồng bào ở trong nước để làm việc ấy đó, nên mỗi người phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải tiếp sức với cuộc đấu tranh của đồng bào ở trong nước thì chắc chắn sẽ thành công. Ngày ấy chắc không còn xa đâu, phải không anh chị? Hy vọng là vậy, nhưng chúng ta cũng hết giờ rồi. Thôi, lần sau mình sẽ bàn tiếp nha. Mỹ Linh, Thái Hòa, Hướng Dương, xin tạm biệt quý thính giả, xin hẹn gặp lại quý thính giả trong một câu chuyện khác. Xin kính chào. Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ gia sản, ta thể chiến cho quê hương. Sau 42 năm, Cộng sản độc tài thống trị toàn cõi Việt Nam khiến cho đất nước tan hoang, tạo nên cao trào dân chủ đang trỗi dậy sẽ đe dọa trực tiếp đến sự độc quyền của Đảng Cộng sản. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về nhu cầu phải tiến tới đa nguyên, đa đảng, hòng cứu đất nước khỏi họa diệt vong sẽ được Nguyên Khải trình bày sau đây để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Thưa quý thính giả, trên làn sóng phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi này, quý vị đã nhiều lần nghe những bài quan điểm và bình luận của chúng tôi xoay quanh chủ đề đa nguyên đa đảng, một nhu cầu dẫn đến nền dân chủ đích thực, từ đó bảo đảm được sự phát triển bền vững cho đất nước. Đồng thời, qua các loa tuyên truyền một chiều của nhà nước, quý thính giả cũng được nghe những bài phản biện của Cộng sản Hà Nội cố chứng minh ngược lại những gì mà chúng tôi trình bày. Vào dịp Việt Nam nhắc lại ngày Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập cách đây 72 năm, chúng tôi trở lại vấn đề hậu quả tai hại của hệ thống chính trị độc quyền độc đảng tại Việt Nam, dựa vào những dữ kiện mà chính đồng bào đang chứng kiến trong cuộc sống hàng ngày, để chính quý vị thẩm định đâu là đúng, đâu là sai. Trước tiên, chúng tôi phải nói ngay,
tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội không dám để người dân được tự do bày tỏ quan điểm cá nhân. Bất cứ ai nói khác với đảng là lập tức bị trù dập, bị vu oan giá họa, bị kết tội chống phá nhà nước, là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, bị kết án tù, bị khủng bố đủ điều. Sự kiện này chứng minh một cách hùng hồn rằng đảng Cộng sản giữ độc quyền cai trị thì họ cũng cướp đi cái quyền thiêng liêng nhất của con người, đó là quyền được tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do trao đổi những thông tin và sự hiểu biết của mình qua các phương tiện truyền thông. Cộng sản Hà Nội rêu rao với thế giới rằng Việt Nam có hơn 800 tờ báo, mấy chục đài phát thanh, phát hình, nhưng đó lại là những cơ quan do nhà nước nắm giữ và kiểm soát 100% để tuyên truyền lừa bịp, dối trá và chỉ cho người dân nghe những gì đảng cho nghe. Người làm truyền thông chỉ được viết những gì đảng cho phép viết. Như thế, người dân sống dưới chế độ độc đảng có nghĩa là có miệng mà như câm, có tai mà như điếc. Như thế, đảng Cộng sản muốn biến người dân thành tàn phế cả chăng. Khi nền kỹ thuật tân tiến làm ra những phương tiện truyền thông tốt, giúp con người giao thiệp với nhau nhanh chóng, giúp việc giáo dục được dễ dàng, giúp xã hội được cải tiến, giúp kinh tế phát triển, thì lập tức Cộng sản sợ phương tiện truyền thông ấy sẽ phơi bày bộ mặt thật nham nhở, xấu xa, tồi bại của đảng Cộng sản, nên phải tìm cách ngăn chặn. Độc tài, độc đảng cũng đi ngược lại với nền văn minh của nhân loại, cản trở và đi ngược đà tiến bộ khoa học của con người, làm tê liệt các luồng thông tin bổ ích và coi thường sự nhận thức của người dân. Các loa tuyên truyền của Cộng sản Hà Nội ra rả kể công rằng, Đảng Cộng sản được nhân dân tín nhiệm trao quyền lãnh đạo đất nước. Đảng lãnh đạo nhân dân làm cho dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thật sự, Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn mất hết liêm sĩ khi nói những lời ấy mà không biết ngượng ngùng. Một em bé tiểu học cũng biết rằng, ở Việt Nam làm gì có tự do ứng cử và bầu cử. Mọi chuyện đều do đảng sắp đặt cả. Điều khốn nạn hơn hết là dù biết rõ điều sai mà vẫn phải nói là đúng nếu không muốn bị trù dập. Hệ quả là một xã hội hỗn loạn, tốt xấu khó phân biệt, thật giả khó nhận ra. Còn dân giàu nước mạnh thì than ôi, sau 72 năm cướp được chính quyền và sau 42 năm thống nhất đất nước, thì hôm nay đất nước tan hoang, cha mẹ phải bán con để sống, phụ nữ bị bán đi tứ phương làm đồ chơi cho thiên hạ. Biển đảo, đất đai của tổ tiên đem dân hiến cho kẻ thù Trung Cộng để đổi lấy sự bao che độc quyền thao túng. Xã hội đầy bất công, tham nhũng, thối nát tràn lan. Vậy dân giàu nước mạnh ở đâu? Dân chủ, công bằng, văn minh ở đâu? Đó chính là hậu quả của độc đảng, độc quyền. Những cái loa tuyên truyền cũng ngụy biện rằng đa nguyên đa đảng sẽ dẫn tới bất ổn xã hội, dẫn tới tranh giành quyền lực giữa các đảng phái. Nói điều này, các nhà lý luận Cộng sản cố lờ đi hoặc không thấu hiểu quy luật biện chứng pháp mà họ đã từng áp dụng, hay chỉ áp dụng nửa vời, một cách khập khiễng trong cuộc đấu tranh giai cấp đẫm máu và nước mắt, mà không dám đi tới một cách rốt ráo, bởi lẽ nếu áp dụng đúng đắn biện chứng pháp, chắc chắn đảng Cộng sản sẽ lập tức bị loại trừ khỏi cuộc chơi ngay. Nói một cách cụ thể, Cộng sản muốn một mình một chợ để độc quyền vơ vét tài nguyên quốc gia, độc quyền ban phát ân huệ cho những ai khuất phục, độc quyền làm những việc phản dân hại nước mà không sợ ai phanh phui chỉ trích. Độc quyền, độc đảng đã tạo ra một xã hội bất công, sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn vì thành phần đảng viên và phe nhóm đang nắm giữ hầu hết các nguồn tài nguyên quốc gia, họ trở thành giai cấp tư sản giàu có, trong khi tuyệt đại đa số người dân lao động, nông dân, thợ thuyền thì bị bóc lột sức lao động. Do đó, độc đảng như ở Việt Nam hiện nay, thì đảng Cộng sản Việt Nam chính là một đảng cướp, người bị cướp không ai khác chính là người dân Việt Nam. Vì vậy, nhu cầu để canh tân đất nước, để xây dựng xã hội, để phát triển bền vững, để độc lập vững chắc, Việt Nam phải đi đến đa nguyên đa đảng. Chấp nhận đa nguyên đa đảng là phải chấp nhận cuộc chơi dân chủ, công bằng, trong sáng, văn minh. Dĩ nhiên, đảng Cộng sản sẽ không chấp nhận các nguyên tắc ấy, nhưng dù họ muốn hay không, thì bánh xe lịch sử cũng đang đi tới, không thể cưỡng lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quan điểm của chúng tôi.
Trước khi chia tay được buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Cấn Thị Thêu, sinh năm 1962, bị bắt ngày 10 tháng 6 năm 2016 với bản án 20 tháng tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc daplời.songnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, Cali 95161, điện thoại 408-663-9860. Ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ đài hoặc qua PayPal trong website radio.daplời.songnui.com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.